Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian vừa qua thì kênh VTC9 luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của quý vị khán giả và rất nhiều quý vị đã có những bức thư gửi về chương trình để chia sẻ những thông tin mà mình quan tâm cũng như những câu hỏi cần được giải đáp. Và ngày hôm nay thì chúng tôi trong chuyên mục giải đáp thư của khán giả thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những câu trả lời liên quan tới những nội dung mà các quý khán giả quan tâm. Và trong thư mà chúng tôi nhận được đến từ vị khán giả Nguyễn Kim Quang tại Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội thì trong thư bác có chia sẻ được thừa hưởng từ bố mẹ hai mảnh đất từ lâu, đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian gần đây thì muốn bán đi, tuy nhiên lại phát hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có viết chữ cái lạ là chữ T trong phần mục đích sử dụng. Bên cạnh miếng đất này không được tách sổ, bác muốn chia cho các con cũng không tách sổ được. Bác không hiểu vì sao lại thế nên mong muốn sẽ nhận được sự hướng dẫn để có thể giải quyết sự việc trên. Bác Nguyễn Kim Quang thân mến, có rất là nhiều những khán giả cũng đã gửi cho chúng tôi những câu hỏi tương tự về chương trình và hotline VTC9 đã kết nối với luật sư Nguyễn Thị Thu, công ty luật SB Law để giải đáp những thắc mắc cho bác cũng như quý khán giả quan tâm về vấn đề này. Bác Nguyễn Kim Quang thân mến, theo đơn bác thì như cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cấp cho hộ gia đình của bác thì thửa đất đấy vuông vắn và ở trên thửa đất đó, trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó không nêu rõ bao nhiêu là đất ở và bao nhiêu là đất vườn. Thời gian sử dụng thì được ghi là lâu dài. Thế và cái ký hiệu chữ T đó thì theo hướng dẫn ấy thì nó là thuộc về cái dạng đất nó là đất ở. Thế thì bác có nêu là bác không thể bán, bác cũng không thể chia được cho các con do là cơ quan địa chính không có tạo điều kiện cho bác. Thế thì bác không có gửi cái sự từ chối của họ là tại sao họ không tạo điều kiện cho bác. Cho nên luật sư cũng không biết lý do là cái gì để mà tư vấn cho bác. Còn theo quy trình ấy thì nếu như mà bác muốn bán cho người khác một phần của cái mảnh đất đó thì cái quy trình bác phải thực hiện gồm các bước như sau. Bước thứ nhất là bác sẽ phải thuê một công ty đo đạc địa chính đến, họ đo cái thực địa của bác và họ làm cho bác một cái hồ sơ kỹ thuật. Cái thứ hai đấy là bác định bán bao nhiêu ở trong cái thửa đất đó, bao nhiêu mét ở trong cái thửa đất đó thì bác sẽ làm một cái công văn là bác xin tách thửa. Đấy, và đính kèm cái công văn xin tách thửa này thì bác sẽ đính cùng với sổ đỏ và hồ sơ kỹ thuật. Sau đó thì bác nộp cái bộ hồ sơ đấy lên văn phòng đăng ký đất đai của huyện Hoài Đức và bác chờ cái sự phê duyệt của họ. Trong trường hợp họ kiểm tra mà không thấy bị rơi vào quy hoạch hay là đất đủ điều kiện để được thực hiện cái việc giao dịch chuyển nhượng thì họ sẽ gửi bạn, họ sẽ trả lời cho bác bằng một cái công văn là công văn chấp thuận. Sau đó bác mang cái công văn chấp thuận cùng với lại cái sổ đỏ của bác ra văn phòng công chứng thì họ sẽ làm cho bác cái thủ tục bác chuyển nhượng một phần của cái thửa đất đấy sang cho cái người mua. Còn bác chỉ có một cái lưu ý rằng là cái sổ đỏ này, cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được cấp cho hộ gia đình bác vào năm 2004, cho nên là bác cần phải làm thêm một cái thao tác nữa, đấy là bác cần có đơn gửi đến công an huyện để họ xác nhận cho bác là tại cái thời điểm được cấp cái sổ đỏ này thì hộ gia đình của bác gồm có những ai. Thì khi mà bác làm cái thủ tục ở cái văn phòng công chứng thì phải chừng đó người ở trong cái hộ khẩu của bác ở thời điểm năm 2004 ấy cùng phải đồng ý và ký vào cái giao dịch chuyển nhượng đó thì cái việc chuyển nhượng nó mới được thực hiện. Thế còn trong trường hợp mà bác muốn chia cho các con thì bản thân là cái thửa đất này nó được cấp cho hộ gia đình của bác chứ không phải được cấp cho cá nhân bác hay là hai vợ chồng bác. Thế cho nên là cái việc mà bác định chia cho các con như thế nào thì toàn bộ cái việc liên quan đến thỏa thuận đó thì mình sẽ mời bên công chứng, họ sẽ làm giúp cho mình cái thỏa thuận để phân chia là bác định chia cho ai bao nhiêu, chia cho những người con nào bao nhiêu. Đó. Thế sau đó thì có cái thỏa thuận phân chia đó xong thì bác cũng vẫn phải làm cái thao tác là mời công ty đo đạc địa chính đến, họ làm cái thủ tục đo đạc cho bác, họ làm hồ sơ kỹ thuật cho bác. Và bác cũng vẫn cứ phải gửi cái công văn xin tách lên trên văn phòng đăng ký đất đai của huyện Hoài Đức. Và cái quy trình thì nó tương tự như trong cái trường hợp mà bác định chuyển nhượng một phần của cái thửa đất này sang cho người khác. Thế còn trong trường hợp mà phía bên văn phòng đăng ký đất đai của huyện Hoài Đức mà họ trả lời cho bác bằng một cái công văn là họ không chấp thuận cho việc đó. Và đương nhiên trong công văn người ta sẽ phải nêu rất rõ lý do là tại sao họ không chấp nhận cho bác. Và trong trường hợp bác không đồng thuận với cái công văn trả lời đó thì bác có quyền khiếu nại theo cái thủ tục khiếu nại. Vâng ạ, bên cạnh bức thư của bác Nguyễn Kim Quang thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những bức thư khác đáng chú ý và bây giờ tôi xin được trích đọc. Sau đây là một bức thư khác của một khán giả có tên là Vũ Bích Liên và bác Vũ Bích Liên thì năm nay đã 71 tuổi và hiện đang sống tại số nhà là 1 ngõ 6B, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông của thủ đô Hà Nội. Trong thư của bác thì nội dung như thế này ạ. Bác có chia sẻ là vào năm 2006 theo nghị định 61 của chính phủ thì bác được thanh lý một ngôi nhà ở gần cơ quan và được giảm lên đến là 90% thuế đất.
theo chính sách hiện hành lúc đó. Thế nhưng còn 25m2 của căn nhà đó thì chưa được thanh lý hết. Đến thời điểm hiện tại thì bác muốn làm giấy chứng nhận cho 25m2 đất còn lại thì phải trả cho mỗi 1m2 đất là số tiền 11 triệu đồng. Và để giải đáp thông tin của bác thì ngay bây giờ chúng tôi mời bác hãy cùng lắng nghe ý kiến của luật sư chương trình. Bác Vũ Bích Liên thân mến, đối với trường hợp của bác ấy thì không có cách nào khác là bác sẽ phải thực hiện theo cái yêu cầu của cái phía cơ quan mà họ làm cái thủ tục thanh lý và hợp thức hóa cho bác theo cái nghị định 61. Trong trường hợp mà hoàn cảnh của bác neo đơn, bác có những cái sự khó khăn về mặt kinh tế, về mặt tài chính thì bác phải trình bày tất cả những cái điều đó với lại cái cơ quan mà họ làm thủ tục cho bác để họ có cái chính sách cho bác hay là xem là có giảm trừ được hay là không. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với phần giải đáp những thắc mắc thư của khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những thông tin được mọi người quan tâm. Thưa quý vị, trong phóng sự bản tin trước, kênh VTC9 đã phát sóng phản ánh của người dân tại khu phố Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội về việc hơn 13 năm qua phải chịu cảnh khốn khổ, ảnh hưởng bởi con đường xuống cấp một cách trầm trọng. Và trong khi đó, hàng ngày, hàng nghìn lượt xe tải trọng tải lớn, xe container chạy liên tục ngày đêm. Tai nạn giao thông thì lại liên tục xảy ra. Và mặc dù đoạn đường đã nằm trong dự án mở rộng tuyến đường 181 với tổng chiều dài là 6,2 km đi qua phố Keo kể từ năm 2007, tuy nhiên đến nay còn lại 760 m, trong đó 650 m tại phố Keo chưa được thực hiện bàn giao, giải phóng mặt bằng khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn. Và đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng suốt một thời gian dài tuyến đường này lại tồn tại hiện hữu ngay tại Hà Nội như vậy? Chính quyền các cấp trả lời như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Trước thực trạng tuyến đường phố Keo đã hơn 13 năm qua xuống cấp, việc phải cõng hàng nghìn lượt xe tải trọng lớn, xe container tại đây mỗi ngày đêm cho 650 mét đường trở nên nguy hiểm và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, giao thông chết người. Tại sao cho đến 650 mét đường tại phố Keo này vẫn chưa được thực hiện? Chiều ngày 17 tháng 6, đại diện chính quyền địa phương cho biết hiện đang tổ chức các cuộc họp đối thoại với người dân để lên phương án giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Thứ nhất đó là một số hộ thì đề nghị rằng là thu hồi toàn bộ diện tích, sau đó là giao chúng tôi tái định cư, còn lại cái hộ giải phóng mặt bằng thì sẽ giải quyết cái hộ giải phóng mặt bằng sau. Còn một số hộ thì đề nghị được xem xét được cho phép người ta được sử dụng cái diện tích còn lại 5-7m2 để người ta sử dụng làm cái ký ốt hay cái gì đó. Trước mắt thì chúng tôi đề nghị nhân dân là tập trung là theo cái phương án là chúng ta tiếp tục kiến nghị để được xem xét tái định cư, đồng thời thì bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành cái việc mà xây dựng cái đường giao thông này, để tiến hành giải quyết những cái đề nghị khiếu nại của người dân cũng như là giải quyết những cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Và theo như thẩm quyền thì đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì chúng tôi cũng đã giải quyết đơn thư của các hộ dân và cũng như là báo cáo Ban Nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường để xin ý kiến. Và về cơ bản thì đến thời điểm này thì cũng đa số các hộ dân cũng đồng thuận, và còn lại có 5 hộ dân có đơn thư khiếu nại và có 8 hộ dân là chưa không đồng ý với những cái phương án mà Hội đồng Giải phóng Mặt bằng đưa ra. Tuyến đường trên là tỉnh lộ 181, này là quốc lộ 17, còn vướng mắc 25 hộ dân, trong đó có 12 hộ dân đã có quyết định đền bù 40m2 bằng tái định cư theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, người dân còn đang vướng mắc cơ chế với chính quyền về việc tiếp tục thu hồi diện tích đất còn lại dưới 20m2. Bên cạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định và bám sát đối với những cái quy định về tái định cư, về hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước, thì huyện đã sẽ lập cái kế hoạch mà về cái tổ chức cưỡng chế đối với những cái hộ dân mà cố tình không phối hợp, không thực hiện bàn giao theo quy định để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Và sau khi thành phố có ý kiến thì chúng tôi sẽ thực hiện cái cưỡng chế trong tháng 7 của năm 2020 để làm sao mà đảm bảo mà thực hiện cái dự án nó sớm được hoàn thành. Trước mắt tại tuyến đường này, lực lượng chức năng đã có phương án phân luồng giao thông đối với xe cơ giới theo giờ. Thế nhưng các phương tiện lưu thông ngày một lớn, đường ngày một xuống cấp gây tiềm ẩn tăng tai nạn giao thông. Việc người dân cũng như chính quyền cần có phương án thống nhất để bàn giao, giải phóng mặt bằng, thực hiện tiếp dự án đang ngày một cấp thiết. Kênh VTC9 sẽ tiếp tục thông tin tới khán giả những nội dung liên quan đến dự án tuyến đường trên.
Kênh VTC9 luôn mong muốn đồng hành cùng với quý khán giả để làm sao cập nhật những thông tin mới nhất. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn giải đáp những thắc mắc, những vấn đề mà quý vị quan tâm. Và nếu như có bất cứ thông tin, hình ảnh hay câu hỏi nào cần phản ánh thì quý vị có thể liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng là 090-181-299 hoặc gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ kênh VTC9 số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.